Thưa quý vị, với giá trị dinh dưỡng và hương vị thơm ngon nên các loại trái cây trở thành lựa chọn phổ biến trong khẩu phần ăn mỗi ngày của chúng ta. Bên cạnh đó thì sữa là một loại thực phẩm giàu đạm, canxi, khoáng chất và các vitamin tốt cho sức khỏe. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự kết hợp của hai loại thực phẩm này sẽ tạo nên một thức uống hấp dẫn và bổ dưỡng cho sức khỏe như thế nào. Sữa tươi kết hợp với hoa quả là bữa ăn được nhiều người lựa chọn. Đó có thể là bữa ăn sáng, bữa ăn phụ giữa buổi hoặc bổ sung dinh dưỡng trước giờ tập luyện thể dục thể thao. Bữa giữa buổi nếu mà đói thì em vẫn thường uống một ly sữa không đường và ăn thêm một chút trái cây. Nó vừa tốt cho sức khỏe và bổ sung năng lượng để làm việc tiếp và đặc biệt là nó không tăng cân. Trước cần chạy bộ thì mình có thể uống sữa hoặc là chạy xong thì mình có thể uống sữa. Bên cạnh đó thì một cái loại quả mà rất rẻ mà dân chạy bộ rất yêu thích đó là chuối. Thì Việt Nam mình thì chuối có ở khắp mọi nơi và giá gần như ai cũng tiếp cận được. Thì nếu như mình không có vấn đề gì với tiêu hóa chuối thì mình ăn chuối, còn uống sữa. Buổi sáng mình thường cho cháu uống sữa, ăn bánh và ăn một chút hoa quả. Cháu thấy nó ngon và không phải nấu chứ cả. Việt quất, rau tây, cam và chuối thuộc nhóm loại quả cung cấp nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Việt quất chứa khá ít calo, chất béo nhưng lại giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, giảm huyết áp, tim mạch, ung thư, thúc đẩy sức khỏe của tóc và da. Chuối là một nguồn chất xơ lành mạnh, giàu kali, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa và các phytonutrient. Chuối tốt cho tiêu hóa, sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu, duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ giảm cân. Cam là loại quả giàu chất chống oxy hóa và chất phytochemical. Cam chứa kali và thành phần flavonoid giúp điều hòa huyết áp, góp phần giữ gìn sức khỏe tim mạch. Quả cam giúp giải nhiệt, tăng cường hệ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, tăng cường miễn dịch. Dâu tây rất giàu chất xơ, vitamin C và kali, có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư, hỗ trợ giảm huyết áp. Dâu tây giàu iốt và chất phytochemical giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Sữa tươi là sản phẩm được chế biến trực tiếp từ sữa tươi nguyên liệu, phát ra từ các động vật như bò, dê, cừu tại các trang trại đạt chuẩn. Sữa tươi chứa nhiều các khoáng chất, các chất đạm, chất béo, carbon hydrate và nhiều loại vitamin có lợi, cung cấp cho cơ thể sự cân bằng về mặt dinh dưỡng. Uống sữa tươi mỗi ngày giúp răng chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương, giảm căng thẳng mệt mỏi, tăng khả năng hấp thụ, làm đẹp da, tăng sức đề kháng, phát triển hệ thần kinh và duy trì quá trình trao đổi chất. TH Trujut Milk là sản phẩm nước uống sữa trái cây được kết hợp giữa sữa tươi và trái cây thật. Và đấy là những chai nước uống hoàn toàn từ thiên nhiên với các vị như là cam, dâu, việt quất và chuối. Các sản phẩm nước uống sữa trái cây tự nhiên TH Trujut Milk được sản xuất khép kín trên dây chuyền hiện đại từ Cộng hòa Liên bang Đức với công nghệ tiệt trùng UHT để giữ được tối đa dưỡng chất, vitamin và hương vị của trái cây tự nhiên và sữa tươi sạch. Hy vọng thương thức cuộc sống hôm nay đã mang đến cho quý vị và các bạn một gợi ý hữu ích. Sữa tươi trái cây, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nhanh chóng và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.